Thì đây là cái cách mà mình sẽ làm sữa chua uống nha mọi người. Mình sẽ nấu 2 lít nước sôi. 2 lít nước mình sẽ đun sôi, sôi bùn, sôi 100 độ luôn nha mọi người. Đó thì cái công thức mà để làm sữa chua uống này thì em sẽ sử dụng là 1 lít sữa tươi hạt chu miêu nha mọi người. Mình dùng có đường cũng được, mà là không đường đều được nha mọi người. Không đường thì nó sẽ béo hơn. Và 1 hộp sữa ngôi sao 360g nha mọi người. Mình dùng cái ngôi sao nó sẽ ngon nha mọi người. Đó. Và mình sẽ sử dụng 2 hộp sữa chua nha mọi người. 2 hộp sữa chua mình làm, mình để ngoài, nhiệt độ của nó, nhiệt độ phòng á, mình để bên ngoài tầm 8 tiếng đồng hồ cho cái sữa chua mình nó hết lạnh đi nha mọi người. Đó, thì sau khi mà mình tắt bếp này, mình hạ cái nhiệt nó còn khoảng là 85 độ nha mọi người. Đó, 80 đến 85 độ thì mình sẽ cho cái sữa đặc vô. Mình cho sữa đặc, mình quấy cho đều hết nha mọi người. Để cái nước nóng này với sữa đặc nó sẽ làm chín cái sữa đặc của mình á. Rồi mình sẽ cho sữa đặc, khi mà mình đã quậy đều xong hết rồi thì mình sẽ cho sữa tươi nha mọi người. Mình cho sữa tươi rồi mình quậy đều luôn tất cả sữa đặc, sữa tươi và nước này nha mọi người. Đó, mình quậy đều cho tất cả cái hỗn hợp sữa này nó hòa quyện lại với nhau. Đó, mình cứ quậy như thế này nha. Sau khi mà mình quậy đều rồi đó, mình để cái hỗn... Đó, thì mình sẽ cho cái sữa chua cái vô nha mọi người nè. Sữa chua cái mọi người nhớ để bên ngoài nhiệt độ phòng nha mọi người, để cho nó tan hết luôn nha. Nó tan ra, tại vì mình bỏ trong tủ lạnh á, cái sữa chua mình nó đông á. Và mình sẽ để cho nó hết lạnh hoàn toàn, ngang từ 6 đến 8 tiếng càng tốt nha mọi người. Đó, rồi mình sẽ cho cái sữa chua cái vô và mình quậy đều nè. Mình quậy cho thật đều luôn, sau đó mình sẽ đem đi ủ nha. Mình sẽ ủ trong thùng xốp như thế này nha mọi người. Mình ủ qua đêm 8 tiếng đến 12 tiếng nha mọi người. Đó. Thì cái dụng cụ và cái đồ mà mình ủ sữa chua đó mọi người, mình nhớ rửa và mình tráng qua nước sôi để cho thật ráo. Rồi mình mới cho cái cốt sữa chua vô mình đem đi ủ. Thì mình sau khi ủ xong thì cái sữa chua của mình nó không có bị nhớt nha mọi người. Nhớ những dụng cụ đông rồi những cụ mà hộp đồ này kia mình nhớ tiệt trùng nó đi, thì nó sẽ làm cho cái sữa chua mình nó không có bị nhớt. Và tiếp theo thì mình sẽ nấu cái thạch rau câu. Ở đây em sử dụng là 250g đường và một gói rau câu con cá dẻo. Mình sẽ làm cái thạch nha mọi người. Mình sẽ cho cái rau câu dẻo này vô đường rồi mình trộn đều lại với nhau. Thì cũng cái cách nấu mà rau câu này thì nó cũng có hai cách. Thứ nhất là mọi người trộn đường như thế này, xong rồi mình sẽ cho cái vô từ từ trong nước lạnh để mà mình ngâm trong vòng 1 tiếng đồng hồ rồi mình mới đi nấu cũng được nha mọi người. Hoặc là mình cứ trộn rồi mình nấu nước cho sôi rồi mình nấu liền cũng không sao hết. Nói chung là cách nào cũng được. Em thì thường cứ trộn nấu liền, tại vì em không có thời gian để mà ngâm cái rau câu nha mọi người. Nếu mà mọi người có thời gian thì mình vẫn có thể là mình ngâm nha. Thì cái nếu mà mình ngâm rau câu với nước á, thì nó sẽ tránh cái trường hợp là ra nước nhiều. Đó cũng là một cái bí quyết ha. Thì ở đây em sẽ nấu với lại là rau câu màu hoa đậu biếc nha mọi người. Em sẽ sử dụng 5g hoa đậu biếc cho 1 lít 2 nước. 1 lít 2 nước em nấu cho nó ra màu. Nói chung là màu nhạt hay đậm là do bản thân mình nha mọi người. Mình thích nhạt hay đậm là do mình. Rồi khi mà mình nấu nước 1 lít 2 nước này, mình nấu cho nó sôi lên. Rồi mình sẽ cho từ từ cái rau câu mình quấy đều nha mọi người. Mình quấy đều cho tan cái rau câu ra luôn nha. Thì mình sẽ nấu cái rau câu này cho sôi bùng lên. Rồi mình sẽ hạ lửa vừa. Mình để tầm 5 phút rồi mình mới đổ ra khuôn nha mọi người. Khi mà rau câu sôi bùng lên, hạ lửa trung bình. Để khoảng 5 phút thôi, không cần để lâu đâu. Rồi mình sẽ đem mình đổ khuôn nha mọi người. Rồi đây là hai cái khuôn mà mình sẽ đổ cái thạch ra nè. Đây là thạch hoa đậu biếc nha mọi người.
Thì cái công thức nước này thì nó sẽ là cho cái rau câu của mình nó dẻo dẻo, dai dai, chứ nó không có cứng lắm nha mọi người. Tại vì khi mình cho vô sữa chua uống, mình không cần cái độ cứng nhiều, mình cần nó dai dai dẻo dẻo là được rồi ha. Và tiếp theo thì đây là hai cái khuôn màu hoa đậu biếc. Và nếu mà mình muốn cho nó có cái màu tím á, thì mọi người cho một chút xíu nước cốt chanh hoặc là nước cốt tắc đều được nha mọi người. Thì ở đây là em sẽ cho một chút xíu cái nước cốt tắc để em tạo cái màu tím. Đó, thì hai cái thịt này mọi người muốn làm mình hòa trộn cũng được, mà mình muốn để riêng một loại cũng được nha. Đó, đó thì em sẽ cho cái nước cốt tắc nha mọi người. Nhà có tắc nên em cho nước cốt tắc và em quậy ra thì nó sẽ trở thành cái màu tím nè, mọi người thấy đẹp. Đó, rồi mình sẽ quậy và mình để yên ở đây cho nó đông, thạch cho nó đông lại nha mọi người. Mình cứ để đây cho thạch mình nó đông từ từ lại. Và nhớ mình hớt bọt luôn nha. Nấu rau câu thì nhớ là cái khâu mình hớt bọt cho cái thạch của mình nó nhìn nó đẹp ha. Rồi sau khi mà thạch của mình đông lại rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu là mình cắt ra. Và mình sẽ là mình cắt hạt lựu nha mọi người. Ở đây em, tại cái chai của em nó hơi nhỏ nên em sẽ cắt hạt lựu rất là nhỏ. Nếu mọi người mua những cái chai nhựa đó, những cái chai nhựa tầm mà thật sự sữa chua uống á, mọi người mua cái chai dung tích tầm 200 hoặc là 350ml là được nha mọi người. Không cần phải mua chai dung tích lớn đâu. Em làm em chia sẻ với mọi người nên là em không có đầu tư mua chai. Mọi người nếu mà mình xác định kinh doanh và mình làm rồi á, mình thấy công thức này ổn và ok á, thì mọi người đầu tư những cái chai nhựa. Những cái chai nhựa, cái ml nó là tầm 200 đến 350ml là mình bán được cái sữa chua uống này là vừa nha mọi người. Đó, rồi mình sẽ dập, mình cắt hạt lựu ra như thế này nè. Đó, mình cắt hạt lựu. Mọi người nhìn cái màu này rất là đẹp ha, màu hoa đậu biếc. Thường em rất thích cái màu hoa đậu biếc, ra thạch rất là đẹp luôn. Rồi cái màu tím thì mình cũng làm như vậy luôn nha mọi người. Màu tím rồi mình cũng cắt hạt lựu ra, rồi mình sẽ làm cắt nhỏ nhỏ ra, rồi mình dập thành những cái hạt lựu nhỏ. Khi mà cái miệng chai của mọi người lớn á, mọi người không cần cắt nhỏ như em đâu. Tại em ở nhà có cái chai này, nhưng mà nó là chai thủy tinh, nhưng mà nó là cái miệng nó hơi nhỏ đó, cho nên em phải dập nó nhỏ như thế này. Nếu mà mọi người mua những cái chai nhựa đó thì cái cổ của cái miệng á nó rất là lớn, nó không có nhỏ như của em. Thì mọi người dập lớn hơn một chút xíu nha. Tại vì nhà có gì em lấy đó em đựng đó, chứ em cũng không có kinh doanh. Công thức này là công thức em đã đi học và là công thức kinh doanh mà em đã học được. Đó, thì em muốn làm để em chia sẻ. Em thấy dạo gần đây là cái món là sữa chua uống Galaxy này á, cũng rất là thịnh hành và rất dễ làm và dễ bán. Thì mọi người nếu mà các chị em nào mẹ bỉm sữa đang muốn kinh doanh thì đây cũng là một cái món rất là hợp để mọi người có thể là mình làm để mình kinh doanh, mình kiếm thêm thu nhập nè mọi người. Em chỉ là làm cái demo, cái em chỉ mọi người khi mà mình mix là mix như vậy thôi, chứ là không phải mix tất cả là nhiều thạch giống như em như vậy đâu nha. Nên mọi người cân nhắc, em chỉ làm cái demo để mọi người tham khảo thôi. Còn khi mà mình kinh doanh thì mọi người nhớ là mình sẽ sử dụng chai tầm 200 đến là 350ml là ok đối với cái món sữa chua uống nha mọi người. Mình mua cái chai lùng lùng á mọi người, cái chai nhựa lùng lùng em thấy trên trên mạng là Shopee Food nè, Lazada đồ ở gì, trên Shopee nè với trên Lazada họ bán rất là nhiều những cái chai mà đựng sữa chua uống đó mọi người. Mọi người tham khảo và mình tìm mua nha. Mua online bây giờ em thấy mua online rất là dễ dàng. Còn đừng có theo em nha, em là chỉ là cái demo là cái cách là mình sẽ bán sữa chua uống, là mình sẽ để vô những cái chai như thế này. Đó, còn muốn mà kinh doanh thì nên mua những cái chai từ trọng lít. Cái ml là 200 đến 350ml, mình cho một ít thạch ở dưới và mình cho sữa chua lên trên là được nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog và nhớ ủng hộ em nha. Đây là công thức kinh doanh mọi người nhớ nha. Rất là ngon khi em ủ sữa chua không.